châu chập ngoài đê vẫn đi về lối cũ. Bâng khuâng trong đêm thật dài, ở nơi niềm vui đã xa, tình mình giờ như đang phô vòng cho ta thao thức đêm dài. Đưa nhau qua cơn mộng buồn, màn đêm càng thêm cách xa. Mình lặng im đến lúc nào, nghe anh đêm nay. No more hiding, break the silence now. Do we quit or try to work things out? Where do we go from here? Tình mình về đâu hỡi em? We ready to just give it up? Should we turn our back on love? Or should we stand within? Chợt đành lòng buông cánh tay. Chỉ một mình anh sao biết quay lại. Ngày nào say đắm phố phàn, vì sao mình xa cách nhau. Where do we go? Người ơi. Where do we go? Em ơi. Where do we go? Về đâu? Yêu thương cho tới nơi đâu? Nhìn thì người ta sẽ rất tập trung vào quả áo vàng. Bởi vì cái thần thái của con là, nếu mà song ca thì đòi hỏi cái sự cân bằng giữa hai người. Thì nó không có sự cân bằng. Con an toàn quá. Nhất là cái nốt cao ấy. Hát là nó trên các cái điệp khúc là mình cần phải có cái sự bung lụa. Nó là cái cao trào mà. Để nó thể hiện được cái chiều sâu, nó thể hiện được là, tức là khi mình đã đi thi là mình phải có chỗ sâu. Tất cả những cái nội lực của giọng hát của mình thì chính là cái Where do we go? Nó quyết liệt hơn chút nữa. Kể cả lúc mình bè nha. Người ta lại càng nghe người bè xem, một là người ta soi xem có phô hay không. Đồng thời người ta nghe bè. Bè chính là một cái quãng khác của hát. Đó, nó không phải là phụ đâu. Khi mà hai người hát tức là nó là chính rồi, hỗ trợ cho nhau rồi. Thì con đang nghĩ đó là cái bè. Mà con bị bỏ mỏ nó, mà chỉ cho nó đẹp, cho nó đúng rồi. Cái an toàn nó sẽ không được xa, không được lâu. Thử lại là được. Where do we go? Người ơi. Where do we go? Where do we go? Nó an toàn quá. Where do we go? Người ơi, anh hâm. Tất cả những cái nó phải nữa, đẩy ra, quyết liệt nữa ra. Chiều sâu, thi đủ thi đấy. 3, 2, 1. Where do we go? Người ơi. Chắc là. Where do we go? Người ơi. Where do we go? Em ơi. Where do we go? Về đâu? Yêu thương cho tới nơi đâu? Yêu thương cho tới nơi đâu? Đành lòng buông cánh tay, sao cứ quay lại. Tất cả những cái âm điệu, cái nội lực của giọng hát không thấy, nó không có. Nó bị nhỏ quá. Âm lượng một là nhỏ, hai là nó bị nhạt. Đấy, phải xem lại đấy, xem lại cái này.